Bất chấp sự hữu hảo của Việt Nam, Campuchia không nể nang đưa ra tuyên bố cực sốc về kênh đảo đế chế Phù Nam. Xin chào các bạn khán giả đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa số 1 của Việt Nam, nổi tiếng với những vùng sông nước mênh mông, những kênh rạch chẳng chịt, những vườn cây trái bạt ngàn. Tuy nhiên, nơi đây lại tồn tại một nghịch lý, sống trên nước nhưng lại thiếu nước. Theo đó, thì khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện còn hơn 50.000 hộ gia đình đang thiếu nước sạch do ảnh hưởng của hạn hán và ngập mặn. Có nơi lượng muối trong nước nhiều đến mức mà không thể xử lý nổi. Bài toán thiếu nước ở vùng đồng bằng sông Cửu Long tuy được nhà nước rất quan tâm nhưng chưa thể giải quyết dứt điểm. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, Việt Nam lại tiếp tục nhận thêm một cú sốc nữa khi biết rằng Campuchia và Trung Quốc đang âm thầm bắt tay nhau xây dựng một kênh đảo gây hiểm họa trực tiếp cho vùng sông Mekong và đồng bằng sông Cửu Long. Việt Nam đã nhiều lần đối thoại thân thiện, trò chuyện trong hòa bình với mong muốn Campuchia nhìn đến đại cuộc mà gác lại dự án. Tuy nhiên, mới đây Campuchia đã có động thái chính thức lên tiếng về vụ việc này, khiến Việt Nam rơi vào tình thế nguy hiểm. Vậy thực hư như thế nào? Xin mời các bạn hãy cùng mình theo dõi trong video hôm nay. Chuyện bắt đầu vào ngày 8 tháng 8 năm 2023, Campuchia đã bất ngờ gửi thông báo tới Ủy hội sông Mekong về dự án kênh đảo mà nước này đang ấp ủ. Để thể hiện rõ tham vọng của chính mình, chính phủ Campuchia đặt tên kênh đảo này là Funan Techo, tạm dịch là kênh đảo đế chế Phù Nam. Từ trước tới nay, thì tuyến đường thủy từ biển đi vào thủ đô Phnom Penh của Campuchia phải qua đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Tuyến giao thông thủy Phù Nam mới sẽ giúp Campuchia bớt phụ thuộc vào tuyến sông Cửu Long đi qua lãnh thổ Việt Nam. Theo tờ Phnom Penh Post, đây là dự án hợp tác giữa Campuchia và Trung Quốc. Trước thông tin này, bốn cơ quan và các nhà khoa học, chuyên gia của Việt Nam đã tham gia đánh giá tác động của kênh đào này đến vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam để làm cơ sở trao đổi với Campuchia. Không lâu sau, các chuyên gia bằng các phương pháp nghiệp vụ đã nhận ra rằng con kênh Phù Nam này có khả năng làm khô kiệt đồng bằng sông Cửu Long. Thử làm một phép tính đơn giản sẽ thấy, tổng chi phí xây dựng tuyến kênh đào này khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ, dự kiến hoàn thành trong vòng 4 năm, dài khoảng 180 km, với chiều rộng ở vùng thượng lưu là 100m và chiều rộng ở hạ lưu là 80m. Tính toán cho thấy nó sẽ cần ít nhất 77 triệu mét khối nước để lấp đầy kênh Phù Nam khi nó hoàn thành. Giả sử nếu kênh đào này được xây dựng, nó chính xác là chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài. Vậy vì sao lại là chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài? Bởi lẽ là vốn dĩ xưa nay, mực nước của nhiều con sông ở đồng bằng sông Cửu Long đã giảm đến tình trạng đáng báo động lắm rồi. Việc bổ sung thêm kênh Phù Nam mới ở Campuchia chắc chắn sẽ làm suy yếu khả năng và cơ hội của Việt Nam trong việc xây dựng một đồng bằng sông Cửu Long bền vững trước khí hậu biến đổi. Để có thể tồn tại lâu dài trong tương lai, thay vì vùng đồng bằng này sẽ bị chìm xuống biển do mực nước biển dâng. Một tình thế phải nói là hoàn toàn bế tắc với Việt Nam. Trước tình hình đó, mấy ngày vừa qua, Việt Nam đã có nhiều động thái ngày càng mạnh mẽ hơn để tác động đến Campuchia. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ngày 5 tháng 5 đã đề nghị Campuchia phối hợp các bên đánh giá đầy đủ tác động các dự án kênh đào Phù Nam Techo đối với nguồn nước và môi trường sinh thái tiểu vùng sông Mekong. Bà Hằng cho biết, đối với dự án kênh đào Phù Nam Techo, Việt Nam rất quan tâm, tôn trọng lợi ích chính đáng của Campuchia. Tuy nhiên, thì Việt Nam thực sự mong rằng Campuchia sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, chia sẻ thông tin, đánh giá đầy đủ tác động của dự án này đối với nguồn nước, tài nguyên nước và môi trường sinh thái của khu vực tiểu vùng sông Mekong. Chưa dừng lại ở đó, ngày 6 tháng 5, Việt Nam còn đón tiếp Phó Thủ tướng Campuchia Net Savun tại Hà Nội. Nhân cơ hội này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trò chuyện với Phó Thủ tướng Campuchia và một lần nữa nhấn mạnh rằng Việt Nam mong muốn cùng Campuchia và các quốc gia trong lưu vực sông Mekong hợp tác chặt chẽ trong các hoạt động sử dụng, quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững dòng sông Mekong. Trên cơ sở Hiệp định Mekong và các quy định của Ủy hội sông Mekong quốc tế, Campuchia lẫn Việt Nam đều cần đảm bảo hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông vì sự phát triển bền vững của lưu vực, lợi ích của cộng đồng người dân trên lưu vực. Rõ ràng là không thể vì lợi ích của một quốc gia làm tổn hại nghiêm trọng đến những người dân ở quốc gia kế cận. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ngày 5 tháng 5 đã đề nghị Campuchia phối hợp các bên đánh giá đầy đủ tác động của dự án kênh đảo Phù Nam Techo đối với nguồn nước và môi trường sinh thái tiểu vùng sông Mekong. Bà Hằng cho biết, đối với dự án kênh đào Phù Nam Techo, Việt Nam rất quan tâm, tôn trọng lợi ích chính đáng của Campuchia. Tuy nhiên, Việt Nam thực sự mong rằng là Campuchia sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, chia sẻ thông tin, đánh giá đầy đủ tác động của dự án này đối với nguồn nước, tài nguyên nước và môi trường sinh thái của khu vực tiểu vùng sông Mekong. Vậy, đối lại sự chân tình, hữu hảo của Việt Nam, Campuchia đã đưa ra câu trả lời như thế nào? Thật bất ngờ, đó là một sự lạnh lùng đến mức khó hiểu. Theo đó, thì Campuchia đã vừa mới tuyên bố không tham vấn thêm về kênh Phù Nam Techo. Phó Thủ tướng Campuchia tuyên bố trước đại chúng rằng nước này không có nghĩa vụ cung cấp thêm thông tin và sẽ không tham vấn với các quốc gia trong khu vực về dự án kênh đào Phù Nam Techo. Trước đó, thì Phó Thủ tướng nước này tự tin cho biết
Dự án này có tác động rất ít đến môi trường, lượng nước được chuyển hướng chỉ bằng một giọt nước trong xô. Tuy nhiên, khi các nước trong khu vực mong muốn được cung cấp thông tin, đã nhiều lần đề nghị và hai lần gửi công văn vào tháng 8 và tháng 10 năm 2023, yêu cầu Campuchia công khai các khảo sát thực tiễn và các con số chi tiết, phía Campuchia lại hoàn toàn im lặng và cho biết là họ không có nghĩa vụ phải làm như vậy. Điều quan trọng là theo Hiệp định Mekong năm 1995, các dự án ảnh hưởng dòng chính của sông phải được Ủy hội sông Mekong, MRC, xem xét kỹ thuật. Nhận ý kiến đóng góp từ các quốc gia thành viên bao gồm Việt Nam, Lào và Thái Lan, đây là căn cứ pháp lý quốc tế then chốt cho Việt Nam, đòi hỏi phía Campuchia phải lấy ý kiến rộng rãi từ các nước trong khu vực về dự án kênh đào này. Nhưng chính Campuchia đang đi ngược với hiệp định một cách vô cùng ngang ngược. Trước đó, thì Chủ tịch Thượng viện Campuchia, ông Hun Sen đã lên trang mạng xã hội cá nhân bác bỏ thông tin cho rằng dự án kênh đào Phú Nam Techo có thể tạo điều kiện cho chiến hạm Trung Quốc đi vào sông Mekong. Ông Hun Sen tỏ ra vô cùng tức giận và khẳng định Campuchia không liên quan quá nhiều đến Trung Quốc, mặc cho sự thật là dự án có trị giá ước tính 1,7 tỷ đô la Mỹ, dự kiến là do công ty Trung Quốc thực hiện theo hình thức xây dựng, vận hành, chuyển giao. Sau tất cả, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Campuchia Peng Bodia vẫn khẳng định kênh đào Phủ Nam Techo dự kiến khởi công cuối năm nay, trong khi các nước trong khu vực vẫn chưa hoàn tất đánh giá về tính khả thi của dự án. Vậy trong tình huống này, theo các bạn thì Việt Nam cần làm gì? Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng Việt Nam đã đề xuất như sau. Rất gây go cho đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta, tôi nghĩ bà con miền Tây cần phải học cách sử dụng nước thật tiết kiệm trong sản xuất nông nghiệp như Israel đã thực hiện rất thành công, điều này cần một chính sách tổng thể cấp nhà nước. Chắc chắn là nạn thiếu nước và xâm nhập mặn sẽ gia tăng cho đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Chúng ta phải lo chuẩn bị các phương án đối phó. Theo tôi, cần phải xây các đập và hồ trữ nước đầu nguồn biên giới với ít nhất 100 triệu mét khối. Là một con đường ven biển từ Cà Mau tới Cần Giờ luôn, vừa làm đê bao vừa là giao thông luôn, vừa ngăn được mặn vừa chủ động trữ nước ngọt, có tốn tiền cũng phải làm, giờ không làm thì khi nào làm? Mỗi nhà nước có một bể chứa nước phòng khi cúp nước, Việt Nam ta chuẩn bị lo cho mình là vừa, mấy tháng qua gò công khổ sở vì không có nguồn dự trữ. Đó là các ý kiến một phần có lý của các bạn cư dân mạng. Còn sau đây là một số kết luận của kênh chúng mình, các bạn cùng lắng nghe và góp ý xây dựng thêm nhé. Xét thấy rằng hiện nay khí hậu thời tiết toàn cầu ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường, Việt Nam cũng bị ảnh hưởng không nhỏ trong những năm gần đây. Do vậy là Việt Nam cần thiết phải có tính toán lâu dài, việc nạo vét, khơi thông kênh rạch, xây đập ngăn mặn, mở rộng hồ dự trữ nước ngọt là nhiệm vụ cấp thiết, không chỉ giúp cho nền nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định mà còn tăng cường lưu thông hàng hóa cho hệ thống giao thông đường thủy trong nước. Về nguồn tiền, chắc chắn sẽ không thiếu nếu cân đối phân chia ngân sách phù hợp và kêu gọi hợp tác từ các nguồn quốc tế để chung tay bảo vệ môi trường chung. Theo quy luật của Thủy Văn, mùa mưa tại đồng bằng sông Cửu Long, lượng nước vẫn rất lớn, phải trên 3.000 mét khối trên giây. Trong bối cảnh thế giới hiện nay, Việt Nam buộc phải có chiến lược thay đổi về vấn đề sử dụng nước. Tôi đặt tình huống rằng, chẳng hạn nếu nước sông Mekong không về thì Việt Nam sẽ tưới bằng cách nào? Trước đây cũng đã có ý kiến đưa ra, đó là phải thuận thiên, có nghĩa là canh tác mùa mưa. Tuy nhiên, nông dân Việt Nam vẫn canh tác theo thói quen, bởi họ cho rằng là chính mùa thiếu nước, mùa khô, việc canh tác sẽ giúp họ bán được giá lúa gạo cao hơn mùa mưa, nơi chỗ nào cũng sản xuất được. Đây là cách tư duy của người dân, nhưng về phía chính phủ, hiện vẫn chưa có một chủ trương nào để đề phòng tình huống nếu như nước sông Hậu, sông Tiền bị giảm đi hoặc thậm chí là không có. Vì vậy, đã đến lúc chúng ta cần phải quay về xử lý chính mình. Chúng ta không thể dùng quốc tế để họp hành, bàn bạc về nguồn nước cho chúng ta. Bởi sông Mekong đã cấp nước cho Việt Nam bao nhiêu năm nay, chúng ta cũng đã phát triển được. Nhưng mà vì sao đến nay chúng ta không có chiến lược, chiến thuật trong việc sử dụng nước trong đất liền trước khi lấy nguồn nước quốc tế, mà trong khi nhiều nước cũng đang cần? Sông Mekong không phải là cạn, vẫn còn nước nhưng không đủ cho chúng ta, thì chúng ta phải sử dụng nguồn nước trong nước. Đặc biệt là mùa mưa, nói cách khác, Việt Nam ta cần phải tích cực trữ nước từ mùa mưa. Ở miền Nam thì vào mùa mưa khu vực này thừa nước và toàn chảy ra biển. Hầu như ở khu vực này cũng không đặt vấn đề làm những hồ lớn để trữ nước. Trong khi cánh đồng nào cũng là canh tác lúa, do đó thì đã đến lúc chúng ta cần phải làm quy hoạch, chẳng hạn trong bao nhiêu hecta thì sẽ có một hồ chứa nước, việc này hoàn toàn thiếu. Chúng ta vẫn nên có niềm tin khi chúng ta là quốc gia giáp biển, chắc chắn là không bao giờ thiếu nước. Có chăng là phải làm sao giữ được nước ngọt trong mùa khô, đồng thời phải ngăn mặn, do đó thì ngay bây giờ chúng ta phải có kế hoạch xây hồ, đập, kênh, mương, khơi thông dòng chảy, làm cống ngăn mặn để tích trữ nước ngọt, ngăn nước mặn, cơ cấu lại thời vụ, cây trồng, vật nuôi phù hợp đặc điểm của từng địa phương theo chu kỳ diễn biến thời tiết. Bên cạnh đó thì nên học hỏi, tham khảo thêm kinh nghiệm của những quốc gia có đặc điểm giống chúng ta. Các bạn có đồng tình với quan điểm của kênh không? Bình luận ngay bên dưới nhé! Đến đây thì mình cũng phải nói lời chào tạm biệt các bạn để khép lại video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem,
hãy luôn bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nhé. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.